Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngoài sự giúp sức đắc lực của thuộc cấp tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB trong việc lập công ty ma, làm giả hồ sơ vay vốn, bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn nhận được sự hỗ trợ của các công ty định giá tài sản bằng việc phát hành chứng thư định giá hợp pháp. Từ đó, tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ ngân hàng SCB. Theo kết luận điều tra, mặc dù không giữ chức vụ tại SCB, song bà Trương Mỹ Lan là người có quyền lực tuyệt đối tại ngân hàng này với việc nắm giữ hơn 91% cổ phần thông qua 27 pháp nhân cá nhân. Qua đó, bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng như một kênh huy động vốn cá nhân lợi dụng để rút hơn 1 triệu tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan các bị can là nhân sự cấp cao tại SCB đã ký hợp thức, hồ sơ và thực hiện các quy trình vay vốn mà không tuân theo quy định pháp luật. Cháu gái bà Lan là Trương Huệ Vân được giao quản lý nhiều doanh nghiệp trong đế chế Vạn Thịnh Phát với mục tiêu lập hồ sơ giả mạo để chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB. Tiền mặt được chuyển ra khỏi SCB và sau đó chuyển lòng vòng trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra đã xác định có 1.284 khoản vay với hơn 483.000 tỷ đồng nợ gốc đã được thực hiện thông qua các tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân. Tiền vay sau khi giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản của các cá nhân pháp nhân ma để thực hiện chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng hoặc chỉ đạo cho cá nhân pháp nhân rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền, kết luận điều tra nêu đang chú ý, quá trình điều tra vụ án xác định có nhiều chuyến xe chở tiền đến trụ sở của tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại thành phố Hồ Chí Minh để giao tiền cho bà Trương Mỹ Lan hoặc chuyển trực tiếp cho các cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Lan. Sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng, lái xe và Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của bà Lan cho thấy từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, theo chỉ đạo của bà Lan bị can Dũng đã vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ từ SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Seawood, 127 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn theo kết luận điều tra, các công ty định giá tài sản đã thông đồng để phát hành chứng thư định giá hợp pháp cho các hồ sơ của nhóm Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm làm tăng giá trị tài sản và hợp thức thủ tục vay vốn cho nhóm này. Cụ thể, Công ty Tầm nhìn mới, công ty MHD, công ty Thiên Phú, công ty Esim, công ty DATC dù không tiến hành đánh giá đúng quy trình nhưng đã cấp chứng thư định giá theo yêu cầu của ngân hàng SCB. Kết quả điều tra xác định nhiều tài sản bảo đảm không có giá trị pháp lý hoặc không đủ điều kiện để làm tài sản thế chấp vẫn được định giá và sử dụng làm phương án vay tại ngân hàng SCB. Trong số 1.284 khoản vay, có 684 khoản không có thủ tục thế chấp khi giải ngân. Một số lớn đã được giải ngân trước khi hồ sơ và tài sản được chấp nhận hợp lệ. Hơn nữa, có 201 khoản vay chưa được cấp phép bởi cấp có thẩm quyền. Các bị can tại ngân hàng SCB thừa nhận chỉ thực hiện thủ tục hợp lệ, không thực hiện đánh giá theo quy định của pháp luật và quy trình của SCB về việc cho vay. Kết luận điều tra cho thấy, Bà Lan không chỉ sử dụng các thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của SCB mà còn tận dụng các mối quan hệ và vị thế xã hội để bảo vệ hành vi phạm tội của mình. Điển hình là việc nhóm trợ thủ của bà Lan đã mang hàng triệu đô la Mỹ để hối lộ 18 thành viên của đoàn thanh tra, trong đó hối lộ cựu trưởng đoàn thanh tra của ngân hàng nhà nước là Đỗ Thị Nhàn số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ hàng nghìn tài sản của bà Lan và các bị can khác bao gồm tiền, bất động sản, siêu xe, du thuyền và phong tỏa hàng trăm tỷ đồng tại các ngân hàng. Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, bị đề nghị truy tố 3 tội danh, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản cùng với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và một số bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị liên quan ông Võ Tấn Hoàng Văn vào làm việc tại ngân hàng SCB từ tháng 7 năm 2013 với chức vụ phó tổng giám đốc đến tháng 7 năm 2020. Ông Văn được bà Trương Mỹ Lan đặt ngồi vào vị trí tổng giám đốc SCB. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2013 đến 2020, ông Văn đã ký rất nhiều giấy tờ đồng ý cho 402 khách hàng là các cá nhân pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 79.872 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến năm 2020, cựu tổng giám đốc SCB ký nhiều giấy tờ đồng ý cho 175 khách hàng vay 348 khoản vay có dư nợ. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 325.237 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng ông Văn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của cựu tổng giám đốc SCB đã gây thiệt hại hơn 60.502 tỷ đồng, liên đới chiếm đoạt hơn 192.434 tỷ đồng tiền tham ô của SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 101.247 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho thấy ông Văn đã trở thành cánh tay nối dài cho bà Trương Mỹ Lan được bà Lan tin tưởng đưa tiền đi hối lộ đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước. Ông Văn cũng chính là người đã đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Theo lời khai của ông Văn, quá trình thanh tra, nội dung sai phạm lớn nhất tại SCB là việc cho vay tín dụng đối với các công ty có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Hồ sơ vay có rất nhiều vi phạm, Số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ là rất lớn. Cơ quan điều tra xác định, trong số những người đã tích cực giúp sức cho bà Lan rút tiền khỏi SCB, có hai người đàn ông ngoại quốc là Lee Jae Lam và Henderson Kajiang. Ông Lee Jae Lam làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn từ tháng 6 năm 2012 đến ngày 19 tháng 1 năm 2015, trải qua các vị trí, chức vụ khác nhau như thành viên hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Theo tài liệu điều tra, tháng 12 năm 2012 đến tháng 11 năm 2014, ông Ly với vai trò phó chủ tịch thứ nhất, thành viên hội đồng quản trị SCB đã ký 8 biên bản họp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý cho 66 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 68 khoản vay tại ngân hàng SCB. Các khoản vay này dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 28.002 tỷ đồng nợ gốc trong đó nợ lãi là hơn 25.813 tỷ đồng. Tổng số nợ được xác định là hơn 53.816 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà ông Ly ký các thủ tục hợp thức là hơn 34.083 tỷ đồng. Kết quả giám định chữ ký đứng tên Lee Giác Lam trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay trên của Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an khẳng định do ông Lee Giác Lam ký. Cơ quan điều tra cho rằng với kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định ông Ly là người có chức vụ, quyền hạn, đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền của SCB. Hành vi này được thực hiện thông qua việc tham gia ký, phê duyệt những khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Và việc ký phê duyệt các khoản vay không phải là hoạt động cho vay thông thường theo quy định của pháp luật. Thực chất, các hồ sơ vay vốn được lập khống nhằm hợp thức thủ tục để rút các khoản tiền ra khỏi ngân hàng SCB, phục vụ cho mục đích cá nhân của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Kết luận điều tra chỉ ra rằng, hành vi của ông Lee Jok đã phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng, gây thiệt hại hơn 19.733 tỷ đồng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan, ông Lee đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được người này đang ở đâu cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với ông Lee Jack Lam. Một người đàn ông ngoại quốc khác được nhắc đến trong kết luận điều tra là ông Henry Sun Kajiang. Ông này làm việc tại ngân hàng SCB từ tháng 4 năm 2015 đến trước ngày khởi tố vụ án 17 tháng 10 năm 2022 và đã đảm nhiệm các vị trí như thành viên hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Tài liệu điều tra thể hiện từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 8 năm 2022, ông Henry với vai trò là thành viên hội đồng quản trị SCB đã ký 487 biên bản họp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị, đồng ý cho 365 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 602 khoản vay tại ngân hàng SCB có dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 430.105 tỷ đồng nợ gốc và hơn 147.523 tỷ đồng nợ lãi, phí. Tổng số nợ được xác định là hơn 577.629 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay trên là hơn 115.539 tỷ đồng. Kết quả giám định chữ ký đứng tên Henry Sankajian trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay trên của Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an khẳng định là do ông Henry Sun Kajian ký. Như vậy, kết quả điều tra cho thấy, ông Henry đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tiền của SCB. Theo cơ quan điều tra, việc ông Henry tham gia ký phê duyệt các khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát như trên không phải là hoạt động cho vay thông thường theo quy định của pháp luật. Thực chất các hồ sơ vay vốn được lập khống để hợp thức thủ tục nhằm rút các khoản tiền ra khỏi ngân hàng SCB phục vụ cho mục đích cá nhân của bà Trương Mỹ Lan. Hành vi của ông Henry Kajang đã phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 462.089 tỷ đồng. Hiện ông Henry Kajang cũng đã cao chạy xa bay xuất cảnh ra nước ngoài và cơ quan cảnh sát điều tra không xác định được người này ở đâu nên đã phát lệnh truy nã. Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tách vụ án hình sự, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, liên quan đến hành vi của bị can Lee Jok Lam và Henry Sun Kajiang. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, điều tra bị can đối với hai người này.